thể nói rằng là cái bản báo cáo mình được nghe ngày hôm nay là một cái bản báo cáo tổng quan nhất. Có tác dụng rất tốt đối với những khán thính giả để nghe. It's been a very fascinating report. It's been a really interesting year for every sector, so especially the residential markets. Đó là một bức tranh tổng quan cho cung cấp cái thông tin cho các cái doanh nghiệp bất động sản là hiện nay. Những cái số liệu đó là một cái số liệu giá trị là vô giá mà chưa có một cái đơn vị bất động sản nào ở Việt Nam cũng như châu Á khu vực này có thể làm được. Patongsan is doing a big favor by getting this market research report not only for the agents but also for the consumers to make a right decision. Kênh thông tin bất động sản.com.vn vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản 2019. Thị trường bất động sản phải đối mặt với việc siết chặt cấp phép các dự án mới và tăng hệ số rủi ro đối với các khoản vay bất động sản. Tại hội nghị bất động sản VRES mới đây, các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản năm 2020 vẫn có nhiều điểm sáng tích cực. Đây là nhận định chung được đưa ra tại diễn đàn bất động sản Việt Nam 2019 được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo tổng hợp của bất động sản.com.vn, tổng diện tích sàn xây dựng của các dự án đủ điều kiện mở bán tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 sụt giảm 52% so với năm 2018. Sáng nay tại Hà Nội, kênh thông tin bất động sản.com.vn, thành viên của tập đoàn Property Guru đã tổ chức hội nghị bất động sản Việt Nam 2019.